Ready to pair. Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh Điện Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền bát nhã. Mẹ dạy con đã làm rồi, ngày nay chỉ muốn phản hồi cung yêu. Ở trần thế không yên không dần, sống trần miền linh thần sớm trưa. Một ngày hai buổi muối dưa nào nào lại bỏ bừa con thơ, lòng thần giai tưởng thờ hoàng hậu, bao nhiêu điều trình tấu mẹ cha. Tội trần xin mẹ thứ tha, yêu dứt lòng qua con về. Nay con nguyện kính thờ hoàng hậu, xin mẹ hiền khẩn tấu cùng cha. Cô con ở chốn cảnh hà, ngày nay con bị quỷ ma dập dồn đau khổ, nhìn mẹ hiền xấu hổ biết bao. Dài gian nước mắt tuôn trào, vô duyên sâu bước con vào trần ai. Chào mừng toàn thể quý Phật tử đến với buổi live stream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhận. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, nhằm ngày 13 tháng 5 năm 2023. Chào Sang Phan, chào Danh Nguyễn,
chào Văn Phước, chào Cẩm Loan, chào Trịnh Tiền, chào Nguyễn Ngọc, chào Thiên Long Nam. Con đã quyết lòng không dời đồi, nên ngày nay học hỏi đạo màu, để cho giờ cửa diêm thồ. Tội đi ngã quỷ đạo tu cô hồn, mẹ đứng giữa càn khôn kỳ bào, dạy con hiền điều thảo điều ngay. Nhưng điều cực khổ trong ngày cũng không có dám một ngày thở than. Chào Khánh Phi, con thân nguyện cũng nhang nung đúc, chờ mẹ ban hạnh phúc cho con, ấm no đầy đủ vẹn toàn để con xứng đáng là con mẹ hiền. Chào Bông Lam, chào cô Loan Bánh Tre. Con không nghĩ chữ tiền danh lợi, con chỉ lo chỉ sợ ngã rồi, lỡ tay xa bước mà thôi, con đâu có phản hồi cung di. Hai con đã quy y hoàng mẫu, lời khấn nguyện trình tấu đức cha, cuối sinh cổ phẩm các bà, mẹ sanh mẹ đổ trần hà tại con, cho con được nhàn tục thế. Nguyện cúi đầu nguyện thể mẹ cha, trần miền tội lỗi xin tha, cuối sinh cụ phẩm màn ba khoan hồng, ai đứng giữa hiện gần hoàng mẫu, khẩn tấu trình lên đức về trên. Màn ba con quy khi đáp đền, chữ tu giữ vẫn như đền tâm linh, ngày gian dài thiết đinh đi ban, nữ chơi nam chẳng dám lãng ngơi. Con xin mẹ hãy đợi chờ, chờ con dứt nợ trần nhớ con về, để con được cảnh kề đầy phước, gần mẹ rồi sung sướng biết bao. Ở trên thượng cảnh đại trào, từ nay con đã chào cô Tám Kiếm Tường. Dòng lễ đổ con ngồi gian dai, lời khẩn nguyện ngọc hải đổ tâm, dai vàng nước đi mắt xó cần, ngày nay con nguyện Quán Âm hộ phù, dạy con hiểu chữ tu giải thoát, đời tận cùng mà chót ơn ba. Cuối sinh Nam Hải Phật Bà, cho con trở lại màn ba long đình. Nay con nguyện lời xin
giải thoát. Tội mạng này quyết đi mót mẹ ơi, cuộc đời trần thế nổi trôi, tấm thân con khổ lâu rồi cha ơi. Tại con dương nợ đời nên trả, suốt cuộc đời tàn tạ tấm thân. Mẹ đưa con xuống phạm trần, bây giờ con phải xả thân vì đời. Bao nhung nhớ tả tơi mùi phương, ở trần miền nghiệp chưa phải cam. Khổ đau cực nhọc cũng làm, lòng con cũng chẳng có ham việc đời. Mẹ thương con tựa chở thần thánh, mẹ cho con gặp chánh tìm về. Đời tàn chớ hiện chớ mê, xa phàm con bỏ hồn về cõi thiên. Về gặp mẹ thiên liên bất tử, con được kề cung nữ mẫu hoàng. Cầm nhung gấp dốc lụa là, thoát trần trở lại thiên ban hậu kề. Con đã nguyện đã thề thành tâm, rằng hết lòng xa lánh thế gian, tìm đường em tự mẫu hoàng lo tìm tình thất an nhàn về sau. Trong giấc ngủ chim bao thấy mẫu, giám phạm trần mẹ lộ thiên cơ. Bảo con hãy ráng đợi chờ, năm dần sẽ được thảnh thơi an nhàn. Đời mẹ dạy an nhàn giấc ngủ, thấy mẹ về cảm động biết bao. Hào quang ngũ sắc năm màu, hai bên cung nữ tay chào đón đưa. Ngoài hiên gió trời mưa gây lũ, mẹ dỗ dành giấc ngủ con thơ. Nói rằng con dạy con thờ, không lo tu niệm đợi chờ chi đây. Tình mẫu tử như dây tư vui, ngày hôm nay mở lối chỉ đường. Chất chồng bao nỗi tình thương, cùng vì sợ kẻ lầm đường mà thôi. Đây hình ảnh con coi cho rõ, giấc mộng này chớ bỏ nghe chưa. Mẹ là đại đức thượng thừa, con thơ chớ có bỏ bừa. Khổ đau khi tình giấc chim bao như mẫu, vào am thiền tình tâu khói hương. Cuối đầu thiên thể mẫu dương, quyết lòng tu sửa tòa chương con về. Mẹ thương con cần kề lo lắng, con nhớ mẹ dạy nắng dầm mưa. Cuộc đời hai bữa muối dưa, sẵn tâm tu niệm
mẹ đưa con đến ngành tòa phương đất đạo rồi sung sướng biết bao. Con về phải đến đại trào giữa kề hoàng máu hồng hào cũ quan. Chào mừng quý vị đến với buổi live stream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, huyện Nhẫn. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, nhằm ngày 13 tháng 5 2023. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn an lành trong cuộc sống. Cầu xin cha mẹ luôn luôn bảo hộ và gìn giữ chúng ta luôn luôn an lành. Chào Tùng Thảo, chào Tô Hằng. Đêm thức giấc giật mình nhớ mẹ, chốn trần miền thỏ thẻ rối câu. Ngồi xem quệ nhận minh duyên, cơ màu thi pháp dài câu đỡ buồn. Nghe quệ nhận diễn cuồng pháp, lời mẫu hoàng tha thiết khuyên con. Kêu trong huynh đệ xa gần, kêu trong lệ thứ bạn lắng chung cùng. Kêu tất cả đại đồng nam nữ là con tiếng quê mẹ cận kề. Xưa kia lạc mất để huynh, bây giờ tìm kiếm về chung một nhà. Ai còn nhớ quê mình cảnh ấy, chốn bồng lai thức tình tu hiền. Muốn về quê mẹ cũng tiên, sửa tâm đi đủ duyên mẹ kề. Đêm khó ngủ nằm nghe quệ nhẫn, ngày nơi để minh duyên phát nguyện tu hiền. Lời kinh của mẹ ban truyền, như lời này nỉ ấy ôi đó mà. Nghe kinh mẫu cho lòng thanh thản, ngay trọn đêm dài giấc ngủ được yên. Ai mà nhớ lại cũng tiên minh duyên, quệ nhận bắt duyên trở về. Về với mẹ diễn về tu sửa, đắc thiên tiên đạo quả viên thành. Xa lìa cảnh khổ bạn lăng, hưởng cầu phu quý chính sang mẫu từ. Chào mừng quý vị đến với buổi live stream trực tiếp từ chùa Minh Duyên. Quý vị đang nghe lời kinh của mẫu.
người ta. Dạ chào cô Tâm Phúc. Đêm đêm giấc ngủ không tròn, ngồi nghe quỷ nhận mấy lời bài phân, nghe tiếng nhẹ tiếng đàn hỗn thức, đây lời dân thai mẹ giáo truyền để cho ba tâm trần miền biết tu biết sửa cung tiên trở về. Chào cô Phượng, chào Nguyễn Thanh. Cùng thức tình để huynh trần thế, ai có duyên thức tình tu hiền, nhớ mình con mẹ thiên tiên, trang lo tu sửa đài liên trở về. Ai chưa đủ nhân duyên giới mẫu, nghe tiếng nghi đàn giọng đọc thiết tha, ru mình giấc đi ngủ đặng an, chúc cho ba tấm dễ dàng sau này. Ai linh đi tử biết mình con mẹ, nhớ quê xưa chốn cổ muốn về, kêu trong huynh đệ chị em, kêu trong lê thứ ba gia cùng về. Đêm đêm quê nhẫn minh duyên, bao lời đường mật rót vào tự tâm, nghe kinh mẫu tâm hồn thơi thơi, đặng xin tô nhớ mẹ thương cha, quê nhà mẹ đợi mẹ trong trong đàn con dạy mãi mê cõi trần. Thương quê nhận minh duyên trần tục, hãy cùng nhau dùm giúp chở che, đồng lòng huynh đệ chị em cùng tu cùng sửa quê xưa đành về. Lời tâm quyết tự trong mạch quyết, để tỏ bài huynh đệ lắng nghe. Người thời đi trước đi sau, kẻ sau dẫn dắt người sau chung cùng, đồng tu học đồng về chốn cổ, có mẹ cha tiên cầm bế bồng, chúc cho huynh đệ chị em bà con cô bác xa gần phúc duyên, nghe kinh pháp tâm hiện bọc sáng, tỏ ngộ đường giác ngộ siêng tu, chỉ mong nguyên kiếp đỏ chiều để huynh cùng dắt trở về Tây Cung.
Alo mọi người còn muốn nghe nữa không à? Mệt chưa à? Chín giờ 12 phút ra. Mọi người còn muốn nghe nữa hay là ngủ à? Buồn ngủ chưa à? Ai ơi sao cứ ngủ hoài, tỉnh mau một giấc Nam Ca đó mà. Đừng mê ngủ thương sầu khỏi tốt, bởi năm xưa mê ngủ chẳng tốt. Dở dàng hai buổi công phu, xa chơi một buổi trần gian chẳng về. Nên đọa lạc xuống miệng trần thế, muốn quay về mà giả còn nghe. Trả cho sông kiếm trần na, ngại về với mẹ dễ dàng vô cùng. Thương con hầm hốt muối dưa, thương con không nghĩ tòa chướng thăm nhàn. Thương con mẹ mở chim thoàn, thương con mẹ cậy minh duyên cõi trần. Thương con mẹ phế lầu son, thương con mẹ mới tìm con ngầm về. Thương con trầm lặng biển mê, mẹ thương con quá ráng về nghe con. Quên tàn là cầm heo hon, thương con mẹ mới tìm con giải bài. Chào Hằng Nguyễn, chào Ngân Linh. Mẹ thương nam nữ gái trai, thương con dục thốt ngày mai giữ trường. Mẹ thương con quá đổi thương, cho nên mẹ mở tim đường thế gian. Thương con mà mẹ nát cái tâm, thương con mẹ có yên nằm lầu tiên. Thương con sống cảnh nghi não phiền, cho nên hoàng mẫu tim thèm thở than. Thở than nam nữ trần gian, con ơi biết được ngày đêm mong chờ. Lòng già mẹ lại heo khô, bởi thương con dại trần mô chưa về. Ngày nào con quyết trở về, chân tay bồng bê bê bồng con lên. Con về cho mẹ ấm bồng, vui nhà vui cửa tiên bồng mẹ vui. Ngày đêm trong đợi ngậm ngùi, sao con chưa tỉnh trở về hỡi con. Thương con sống cảnh đi não phiền, cho nên hoàng mẫu kim thiền thở than. Than cùng phận gái nam bang, nam nhi con trẻ hoa tràn dữ thế. Hồi này con ráng đổ đi, mẹ đem thiền ngọc rước đi con về.
cảnh tiên báo ngọc nghe hề, khuyên con ra đi bước trở về mẹ ban. Thương con mà lệ mẹ tràn, thương con ấy lặn lội quên tàn đớn đi đau. Gần ngày mẹ mở màn cao, Long Hoa đại hội bước vào nghe con. Long Hoa hội mẹ sắp bài, bản vàng để đó tên vàng mẹ nhi. Mẹ trong nam nữ dự thi, mẹ ngồi mẹ chấm hài nhi thượng trình. Con ơi mau đỏ da hồng, là con của mẹ tiên bồng đó nghe. Con nghe lời mẹ chở che, chỉ mong con trẻ xiên tu tụ trường. Mẹ ngồi nơi chốn tây đường, trong chừng con trẻ phi thường thẳng ngay. Con ơi cứ để mẹ lo, mẹ sầu mẹ khổ dạ lòng yêu hôn. Kêu con sức ra mọi tàn hơi, đâu còn sức nữa đợi trong con về. Chán chưa mọi người? Chừng nào không muốn nghe nữa nói thầy ngừng lại nha. Cô Tám Chiến Tường chưa chịu đi ngủ nữa hả? Quân tàn là cảnh heo hon, con tìm đạo lý lầu xóm danh đền. Thương con mẹ nhắn con về, sống đời quên hạ chịu bề đau thương. Thương con mẹ phế nhiêu đường, thương con mẹ tỏ tận tường cùng con. Chào Phan Trang, Trang Phan, chào Hân Võ. Khuya rồi mọi người chưa ngủ còn lên coi livestream à. Con cha con mẹ tương phùng, ai mà thương mẹ vợ này ngồi nghe. Nghe kinh của mẹ chiếu trì, nghe lời pháp nhổ từ bi trao truyền. Cô Tăng Phúc cũng chưa ngủ nữa à. Giờ này mà mọi người còn thích để nghe kinh quý biết bao nhiêu mà nói. Ngày mai chùa Minh Duyên sẽ đón 8 bức tượng kim thân của Quan Âm Bồ Tát trở về chùa. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia là những ngày rất là bận rộn. Nhưng mà mọi người thương Huệ Nhẫn, mọi người thích nghe kinh, cho nên thì Huệ Nhẫn cũng dành thời gian để tụng kinh. Mà Huệ nói trước với mọi người nha, những cái lúc tụng kinh như vậy là Huệ Nhẫn không có được bình tĩnh, không có được sáng suốt, nên nó cũng không có được bình tĩnh, cho nên là nhiều khi nó cũng hơi ngơ ngơ ngáo ngáo, muốn nói gì nói, muốn đọc gì đọc. Mọi người nghe câu nào được thì nghe, nghe không được thì bỏ qua nghe. Dạ chào Pháp Hạnh. Tu hiền con ráng lo tròn đặng về
Hồi xưa nói quý Phật tử biết không, hồi xưa có cái điện thoại bể màn hình à, quay một chút cho nó hết pin. Cái từ ngày cô Tám Chiến Tường á, mua cái điện thoại mới à, cho thầy, mà thầy á, là tâm đắc có một điều à, cô Tám thì à, không có tiền nhiều, cô Tám có một chiếc nhẫn kỷ niệm mấy chục năm, mà vì pháp của mẹ, vì lời kinh của mẹ để trao truyền cho bá gia bá tánh, nên cô Tám cũng đổi cái điện thoại để cho thầy lấy kim. Rồi vừa rồi cái micro hư, cái âm thanh hư, cô Tâm Phúc cũng thương cho mấy triệu mua cái dàn à, cái loa kẹo kéo với cái loa cầm tay này. Cho nên á, cái tình cảm của mọi người tôn kính mẫu, mọi người thương quệ nhẫn và cũng thương huynh đệ chị em gần xa để có lời kinh tiếng mẫu. Thời buổi bây giờ quý vị à, nghe kinh mẫu, pháp mẫu rất là khó. Thứ nhất là mình vào trong chùa thì thích có nghe kinh mẫu, mà ở đâu bây giờ cũng khó. Mà thời gian đi chùa thì cũng có nhiều. Thầy chào Đăng Quang, chào Thúy Lê, chào Nguyễn Thọ, chào Trần Tài. Tối tối sau khi mà rảnh công việc một ngày, chúng ta nhọc nhằn khó nhọc, ta dành được vài chục phút để nghe kinh mẫu. Cái điều đó rất là quý báu. Sau khi nghe kinh mẫu xong, chúng ta sẽ có một giấc say nồng tính sáng, hạnh phúc quý vị. Cho nên cái thâm tình của quý Phật tử để dành cho mẫu, dành cho chùa Minh Duyên, dành cho Huệ Nhẫn thì không thể nào mà Huệ Nhẫn phụ cái ơn à, để cho có cái buổi live stream trực tiếp mà đẹp như vậy. Thì trước là cô Tám Kiến Tường à, hy sinh cái sở thích của mình để có cái điện thoại. Cái điện thoại này là xài pin cả ngày, live stream không có sợ hết pin như hồi xưa à. Rồi có cái loa điện tử mới của cô Tâm Phúc cho, bây giờ có like vài tiếng đồng hồ cũng không có hết pin à, cho nên mọi người à, vừa thương Huệ Nhẫn, vừa tôn kính mẹ, và có một cái lòng, cái tâm từ để ban rải hồng ân, ban rải lời pháp của mẹ đến tất cả huynh đệ chúng ta. Cho nên á, có những cái buổi live stream như thế này mà Huệ Nhẫn thì cũng không được bình tĩnh cho lắm, muốn tụng gì tụng, muốn nói gì nói, muốn đọc gì đọc. Ai thương cũng chịu, ai ghét cũng ráng chịu, chứ giờ biết nói sao giàu phải không dạ. Có những công việc từ thiện, rồi có những cái san sẻ, rồi có những cái nỗi lòng chúng ta bày giải ở trên cái live stream như thế này. Live stream thì Huệ Nhẫn để 24 tiếng đồng hồ xong thì Huệ Nhẫn cũng xóa à. Cho nên mọi người nghe mỗi ngày nghe được, giữ trong mình được chút, ai hiểu được gì hiểu, ai tu được nhiều tu. Ngày nào mọi người còn nghe, Huệ Nhẫn còn đọc. Ngày nào mọi người còn kết bạn thì Huệ Nhẫn còn live stream. Mọi người mệt thì Huệ Nhẫn mới nghỉ. Dạ, cảm ơn cô Thúy Lê, thầy khỏe ra. Ngày hôm qua thầy lên viện tim, được quý bác sĩ thương tạo hết mọi điều kiện thuận lợi để chụp MRI cho thầy. Lên thì hồi hộp quá, tim thì tới 102, nhịp đập 102, còn tăng xong thì 165. Phải uống 4 lần thuốc, cuối cùng là gần 11 giờ mới chụp được. Rồi trưa quý bác sĩ cho ngủ được phòng lạnh, tôi nói hên, chắc cũng nhờ mẹ độ. Nói chung thì cũng hên lắm à, thâm tình của mọi người Huệ Nhẫn không dám quên. Huệ Nhẫn thì không có làm cái gì để trả ơn cho mọi người, không có thể nào mà đền đáp công ơn của mọi người cho tương xứng. Huệ Nhẫn chỉ biết hàng ngày, hàng đêm tụng kinh Phật, tụng kinh mẫu để cầu phước cho toàn thể mọi người, hồi hướng phước báo cho mọi người biết tu, biết sửa, mà bớt đi nghiệp chướng, à, được cái phước duyên để sớm về bên Phật, bên mẹ. Cái đó là Huệ Nhẫn chỉ mơ ước nhiêu đó thôi. Chữ tu con ráng miệng mài, thương con mẹ mới đêm
minh duyên mẹ mở kim thiền hỡi con. Ráng về giữ hội lầu son, đây là biển khổ con còn mến chi. Cung vàng lụy mẹ lâm ly, minh duyên mở đạo chịu khi ma tàn. Thương con mà lý chan hòa, thương con mẹ mới mở ra đạo lành. Đời còn lắm nỗi cạnh tranh, thân con thờ dạy làm lành cho sống. Điều ngay con gắn nơi lòng, giữ gìn nẻo chánh trong đồng ban khen. Mẹ khuyên con ráng đua chen, đến ngày đất đạo tòa sen sanh dằm. Thương con đau khổ con đành, thương con mới mở đạo lành đây con. Cung vàng điện ngọc cây lầu son, vào ra chờ đợi cho con phản hồi. Dạ quên nữa, mọi người đang coi live stream đang đông đó thì quý nhẫn nhắc lại. Thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn trân trọng kính mời quý bà con Phật tử ai thương mến Minh Duyên Huệ Nhẫn vào ngày 19 tháng 4 âm lịch, nhằm ngày 27 tháng 5 thứ Bảy 2023 trở về chùa Minh Duyên để dự lễ đại lễ Phật đản và sớt bát cúng dường cho tăng ni cũng như phát quà cho bà con khó khăn. Quý Phật tử mình cố gắng tranh thủ về chùa để tham dự, và nếu như bà con mình có ai có dư dư một chút thì hùng phước cúng dường ủng hộ với thầy. Thứ nhất là cúng dường cho 30 tăng ni là trụ trì của 30 cơ sở, quý thượng tọa đại đức tăng ni về tham dự sớt bát là 30 vị, và quỹ nhẫn phát nguyện phát cho 200 phần quà cho bà con nghèo nhân ngày sinh nhật của Đức Phật. Trăng tròn trong tiết tháng tư ấy, ngày khánh đản bổn sư của mình. Ngày kỷ niệm Đạt Đa Thái Tử, xuống trần miền tìm nẻo xuất gia. Ngày kia đắc đạo Phật gia, hiệu là Từ Phụ Thích Ca Tôn Thờ. Năm nay mùng 9 tháng 4, Minh Duyên Huệ Nhẫn hiệp cùng đệ huynh lập quê cảnh là ngày tắm Phật. Kính mừng ngày Từ Phụ xuất niên, xuống miền dương thế cú yên. Thôn lẫn ba tánh gần ta tu hiền, ngày khánh đản bổn sư Từ Phụ. Có lời mời ba tánh gần xa, cùng là huynh đệ chị em nữ nam Phật tử bốn phương trở về. Trước lễ Phật mừng ngày khánh đi đản, sau thắp hương khánh tạ bảo ân. Mười phương tam bảo hộ trì, mừng cho Huệ Nhẫn Minh Duyên sửa chùa. Lễ an vị
kim thân Bồ Tát Quan Thế Âm thịnh rước về chùa. Ai mà nhớ Phật nhớ chùa nhớ thương Huệ nhận minh duyên thì về. Lập công nghi đức dân lên tự phụ cũng là ngày khánh đảng bổn sư. Phật làm đệ tử Phật gia nhớ ơn từ phụ công cha dẫn đường. Mọi người nhớ về nha, ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão, tức là ngày thứ bảy 27 tháng 5 năm 2023. Ai có gì thì về hùng cũng có, tùy theo duyên phước của mình. Dạ chào cô Diệu Tâm, chào cô Thủy Tiếp, chào Kim Yến. Đợi con khó đứng con ngồi, ra vào điểm ngọc lễ trói cung vàng. Đâu vui trên cầm thanh nhàn, nhớ con lao khổ quên tàn đớn đau. Ngày nào danh trẻ thanh cao, giờ nào giữ hội bàn đào đây con. Chào Hương Nguyên. Sông chi cây cầm héo hon, nhìn ra mẹ thấy khắc mòn phù dung. Đời này con phải khổ chung, khổ trong Nam Bắc, khổ cùng Tây Đông. Khổ con, khổ vợ, khổ chồng, khổ cha, khổ mẹ, khổ đồng gia can. Cho nên mẹ đổ lệ tràn, nên mẹ mới mở kim thoàn thôn quê. Muốn cho đạo lý quay về mặt tình mãi mỉa nhúng kề mặt ai. Miệng con lòng thiện tâm ngay trở về dự hội trước đài mẹ vui. Nhìn trần mẹ luôn ngậm ngùi phòng quỳnh, nhớ mẹ sụt sùi thăm ăn. Nhớ con mà mẹ thêm sầu, thương con tựa cửa mạng lầu lệ xa. Dạ chào anh Hùng. Nhớ ngày mẹ mở lòng qua, thương lo con chị ba còn thờ. Cho nên hoàng mẫu đợi chờ, chờ con trở lại kịp giờ vào thi. Thì sao con đổ ba kề mẹ mừng con đây, vậy thì kỳ ba. Ngày đó lòng mẹ như hoa, trở lớp tiên cầm quê nhà chiêu cung. Đó là con mẹ tao cùng, sửa sang mở hội chính trọng Phật tiên. Mẹ đây ban thưởng con hiền, đẹp lòng hoàng mẫu phí quyền con thơ. Đền ơn khi mẹ
đợi chờ, vui tâm con trẻ ngày giờ công phu. Chào Diệu Thông Quang, đó là rạng nhẽ đường tu, là ngày dự hội ngàn thu pha trường. Mọi người mệt hết chưa? Dạ, nghỉ được chưa? Nghe kịch màu lòng như sao xiên, đành lòng nào đi ngủ mẹ ơi. Đêm nằm thao thức đợi chờ, chỉ mong mẹ đến kể gần bên con. Mẹ kêu nam nữ hỏi con, mau mau thức tỉnh trên non. Mẹ về bài giải đôi lời, con ơi cố gắng đi đạo hành nghe con. Cảm ơn Duyên Kim nhiều. Chào Ngọc Liễu. Đêm khuya vắng sao còn chưa ngủ, mà giờ này con trẻ muốn nghe. Nghe lời kính mẫu diệu quyền, để con thức tỉnh đường tu vuông tròn. Hay cần thế con điều quần phúc, nhập lòng con suy nghĩ tiên ngang. Đêm dài giấc ca điệp có an, chỉ mong có mẹ kề bên con hiền. Thầy ráng ráng tụng chút nữa, biết đâu có được tấn hay tấn gạo sao. Nhiều khi ráng ráng tụng chút, có ai thương cho tấn hai tấn gạo, 100-200 tuần mì sao hơn lắm á. Cứ mỗi một lần muốn làm gì là nguyện dẫn tụng kinh hoài đó. Lát Khánh Vi mở hàng chứ đâu. Lát ai có duyên cái sao, cái nói thầy ơi cho con hùng tấn gạo 100 thùng mì, tự nhiên lòng mình tỉnh lên. Thầy ham tụng lắm, ngày nào thầy cũng tụng á, nhưng mà tụng ngày nào cũng có phước á. Biết đâu trong chúng ta có những người khổ hơn chúng ta, nhờ cái ơn mưa móc tụng kinh vậy nè, Phật tử thương giúp đỡ cho những người nghèo khó, mấy hôm nay làm được nhiều việc lắm. Đêm thao thức con thời chưa ngủ, vì mãi lo trăm sự thế gian. Mẹ ơi sự thế ngột ngang, con thở chưa thể bắt đầu từ đâu. Thôi bỏ hết cho lòng thanh thản, vợ ngồi đây nghe tiếng mẹ kêu. Tiếng đàn tiếng nhạc trong đêm, tiếng người than dân thở dài đêm nay. Lời tâm sự gửi theo mây gió, thâu cùng di thâu đơn mẹ hiền. Con ơi tất cả lò duyên, đừng suy nghĩ nữa não phiền nghe con. Biết chữ phước chữ duyên sang gắn, gắn một lòng
ác ấy được thành công. Giờ này đêm vắng canh khuya là giờ gặp mẹ, mẹ con tương phùng. Bài giới giải nỗi niềm sâu kín, chỉ mong rằng mẹ hiểu tâm con. Mẹ thương con trẻ cõi trần cung nhiều, mẹ phế mẹ đi xuống trần. Nghe tiếng kêu của đàn con dài, thức tình lòng giác ngộ con tu. Ngày nào lỡ bước công phu trọn tâm trọn chiếu ô đắc thành. Chưa chịu ngủ nữa à? Còn 13 người, 3 người đi ngủ nữa thầy cũng ngủ luôn. Còn 13 người, nếu tụt xuống còn 10 người thì chúng ta tạm chia tay nha. Còn nếu mà trên 10 người thì thầy ráng tụng nữa. Tụng nữa biết đâu lát nữa có 1 tấn gạo 100 thùng mì sao. Đêm nay 24 tháng 3 là ngày của mẹ của ta cõi trần. Trăng tròn trong tiết tháng 3 là ngày chia mẹ gần xa tu hiền. Kệ tháng này là tháng của mẹ, ngày này là ngày của mẹ, ngày của con mẹ bồi duyên bồi phước. Khánh đản của Đức Thiên Hậu Thánh Mẫu, vía của năm mẹ ngũ hành. Con của mẹ ở trần thế làm phước công đức nhiều, mai mốt về với mẹ, mẹ thương nhiều. Nhiều khi sinh chúng cõi trần chịu nhiều đau khổ, lòng con mới phiền. Thương chúng sanh vì lời của mẹ, chớ thật lòng con khổ lắm mẹ ơi. Con đâu dư giả bạc tiền, nhưng vì xin chúng nào phiền con lo. Thật tâm con muốn lo ba tâm, là mót bòn công đức về sau. Nghe thầy Huệ nhận minh duyên, mấy lời tâm sự làm phiền tâm con. Thầy xin chúng trần gian quá khổ, nên mở lòng giúp đỡ thế thôi. Nhiều khi miệng hứa với thầy, chớ lòng quặng thắt tìm đâu ra tiền. Muốn giúp đỡ trần miền ba tâm, ngạch cỡ gì còn khó mẹ ơi. Cuộc đời hai buổi sớm trưa, đã con của mẹ còn bao ưu phiền. Thương ba tánh đệ huynh còn khó, nên nhói lòng con ráng lo chung. Thank you.
thấy thầy than thở nhói lòng, làm con của mẹ tiên bồng mẹ vui, nên con hứa bao lời giúp đỡ. Thật lòng này con chẳng có dư, chỉ mong phước đức đại đồng, chỉ mong ba tâm ngày càng giàu sang, mong tất cả không còn đau khổ, vượt khó khăn qua hết bệnh tật. Những người trật thế biết sao, còn dương nặng nợ mới là thế gian. Nợ thế gian khó bỏ khó tạo, khó lòng nào dứt cái bỏ được đâu. Còn nương trần thế trần miền thì còn dương nghi nợ nào phiền hỡi ai. Chào Phương Lê, chào Đô La Dương. Dạ cảm ơn cô Tâm Phúc đã gieo duyên 100 thùng mì. Thấy chưa, thầy ráng thầy tụng chút nữa là có nữa bánh gạo trong thùng mì đấy chưa. Trời ơi, mọi người còn tăng like lên nữa chưa kịp chịu xuống hả? Mọi người đi ngủ bếp để cho thầy cũng nghỉ luôn. Mọi người còn nghe thì thầy không có xuống được. Kệ, thầy chịu khó một chút. Thầy chịu khó một chút mà 100 gia đình được vui. Ráng ráng 100 thùng mì, 1 tấn gạo là được 100 gia đình. Ngày mai thầy ráng một bữa nữa thì được 100 thùng mì, 1 tấn gạo nữa là 200 gia đình vui vẻ. Ngày sinh nhật của ông Phật có 200 gia đình vui vẻ khi được nhận quà của chùa Minh Duyên của quý Phật tử thân thương, những người yêu mến thương yêu Huệ Nhãn Minh Duyên cho quà. Thầy đứng ra đại diện phát giùm cho 200 hộ gia đình vui vẻ ăn sinh nhật ông Phật. Ăn sinh nhật của người thế gian thì có mâm cao cổ rộng, rượu chè bia bọt rất là vui, ăn sung mặc sướng, nhảy múa ca hát. Còn ăn sinh nhật của ông Phật, chúng con chỉ mong cúng dường cho chư tôn đức tăng ni là người con Phật giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn, người mù bị chất độc dioxin. Quý vị biết không, Huệ Nhẫn làm trong hội bảo trợ á, hội nạn nhân chất độc da cam, Huệ Nhẫn làm phó chủ tịch hội dioxin chất độc da cam và bảo trợ xã hội của phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Hôm nay là được 8 năm rồi. Một năm Huệ Nhẫn phát quà một lần, mà từ mấy năm nay dịch thật có phát, cho nên Phật đản này Huệ Nhẫn sẽ phát 200 phần quà, trong đó có 100 người ở thị xã Phú Mỹ là bị chất độc da cam. Quý vị biết những người bị chất độc da cam mà dioxin nó nhìn thấy thương thấy tội lắm. 100 người nhìn cái khuôn mặt giống nhau 100 người. Cho nên chiếc quà này là giúp đỡ cho bà con bị chất độc dioxin và những người mù cũng như những người già bệnh đau nằm một chỗ. Một phần quà thì chỉ có 10 kg gạo, một thùng mì, một chai nước tương, chai dầu ăn và bịch đường, đường 1 kg. Cho nên nếu mà ai có dư dư hùng phước, thầy cảm ơn nhiều lắm. Còn 16 người đang xem live stream, nếu mà 6 người đi ngủ thì thầy cũng đi ngủ theo. Còn mọi người nghe nữa thì lát mọi người đóng góp nữa nha.
đêm thao thức khó lòng an giấc, cảnh quan ba đau khổ vô ngần, người trần phải chịu tham sầu. Vừa qua đại dịch khổ cùng ba gia, hai năm qua điêu tàn sơ sát. Vì dịch bệnh đau khổ biết bao, nhiều nơi đói khổ dậy thời, làm con của mẹ nhọc lòng thế nhân. Thương ba tâm bàn lẫn đau khổ, xin nguyện cầu cha mẹ thiên liêng, thương đàn con giải trần miền mẹ cha phụ hộ độ trì bình an. Ai mà yêu nghĩa vậy thời, biết tô biết sửa ngày sau phúc cùng, được trở lại diêu đài của mẹ. Mẹ bế bồng con trẻ đặng an, ai mà mở rộng lòng nhân, dùng tâm bồ thí làm ơn giúp người, công đức ngay ghi vào sổ sách, đặng tên vàng cha mẹ ghi lên. Chào Diệu Minh Phương. Con thời hưởng lấy tài gia, nhờ ơn của mẹ trần na dạy truyền, tâm lòng Phật tử hôm nay là con của mẹ cung tiên ấy mà, học hành mẹ tâm mình mở rộng, thương giúp ba người trần thế hưởng chung, thương trong ba tánh xa gần, giúp ba người gian khó ngày sau phước cùng. Chào Nguyễn Ngân. Mọi người còn lên nghe kinh dù dù thầy chưa xuống được, mà hôm nay tâm trạng cũng rất là vui, rất là hoan hỷ, cho nên ngồi ngồi tụng kinh chút xíu. Có các vị Bồ Tát ở xa xa, giờ này các vị Bồ Tát cũng sắp trở về coi live stream của thầy, cho nên có thể là sẽ nghe được tiếng kêu của Huệ Nhẫn, nghe được tiếng gọi của Huệ Nhẫn. Mọi người chung tay làm phước, được 100 thùng mì rồi, lát nữa sẽ được 2 tấn gạo với 100 thùng mì nữa sao? Biết đâu lát có Bồ Tát từ bi thương xót cho 2 tấn gạo 100 thùng mì, là lễ Phật đản này quy hoàng luôn. Lễ Phật đản này bà con Phật tử phát tâm cho những chiếc xe đò lớn cho Phật tử về dự, rồi đoàn cô tám kiếm tường phát tâm đến nấu đồ ăn cúng dường quý sư tăng ni và đãi cho Phật tử ngày mùng 8 và mùng 9. Đoàn cô Tây Tiền Giang phát tâm về dân qua cắm hoa, rồi các nơi mỗi người có gì cũng đó. Rồi cô Tâm Phúc thì phát nguyện 30 cái bao thơ để cúng dường cho 30 vị sư.
Dạ. Quỷ nhẫn tính tay rồi, bây giờ ngồi, bây giờ ráng chút nữa là sẽ có thêm 2 tấn gạo với 100 thùng mì nữa. Có cô Tâm Phúc mở hàng rồi là thầy thấy yên lòng rồi đó. Thầy biết chút xíu nữa sẽ có Bồ Tát xuất hiện, yên tâm. Thầy biết hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mai là nhân mẹ về rồi, ngày mai là thỉnh kim thân của Quan Thế Âm Bồ Tát trở về, cho nên ngày mai cũng là tốt ngày. Ngày hôm nay thì sửa chánh điện vừa xong. Thầy biết là hôm nay chắc có duyên rồi. Cô Tâm Phúc mở hàng 100 thùng mì rồi. Giờ tới lát nữa có 2 tấn gạo với 100 thùng mì nữa. Nữ nam con
đành con quên lời mẹ thiền thanh dạy truyền. Nguyện thanh rọi khắp thế miền, cung vàng lòng mẹ ngồi yên được nào. Nhớ con mở hội bạn đào, thương con mẹ mới truyền rau đạo màu. Con quên lòng mẹ đau sầu, nên con không nghĩ đạo màu là chi. Ra vào sầu trẻ lâm ly, hội này không đổ nhảy đi mới về. Còn ai nữa không? Có Bồ Tát nào xuất hiện chưa? Mọi người ơi, thật lòng là không mệt à. Hôm nay mọi người thức tụng thầy dữ hen. Mọi người đi ngủ đi à. Chưa chịu ngủ nữa à. Kiếm 2 tấn gạo khó quá. Chắc ngày mai kiếm tiếp quá. Hôm nay chắc ế rồi quá. Đêm nay chèo thuyền chở 2 tấn gạo nó bồng bềnh quá. Chở được 150 thùng mì rồi mà xuồng còn nhẹ quá, chưa có bồng bềnh. Bà con cô bác ai rảnh bỏ người vài chục ký gạo vô cho cái thuyền của thầy, nó chắc chắn là để thầy chạy một mạch cho nó khỏe. Dạ cảm ơn Nguyễn Thọ Trịnh Tiền. Đêm nay chèo chở được 150 thùng mì, giờ này ai bỏ thêm vài chục ký gạo, vài trăm ký gạo vô cho nó im im, cái thầy dọn một giấc cho nó ngon, thiệt ngon luôn. Dạ nói chứ thôi nha, người nhận xin tạm mà dừng live stream ở đây. Chúc cho mọi người có một giấc ngủ thật là ngon lành. Đêm mai thầy lại chèo thuyền và quá duyên tiếp 2 tấn gạo với 50 thùng mì. Bữa nay được 150 thùng rồi. Ngày mai thầy hứa thầy sẽ chèo thuyền tiếp. Đêm nay mọi người suy nghĩ đi. Rồi ngày mai ai có nhiêu quăng lên đọ nhiêu, thầy nguyện phát tâm chèo thuyền đi quá duyên. Quá duyên trước rồi 9 tháng 4 thầy quá duyên sau. Bây giờ quá duyên trước. Ngày mai còn 2 tấn gạo với 50 thùng mì nữa, thầy sẽ quá duyên tiếp. Quý vị ơi, mì nay 80.000 một thùng nha, gạo 14.000 một ký nha. Xin thông báo với mọi người là mì 80.000 một thùng, gạo 14.000 một ký. Rồi chúng ta gặp lại tối mai nha. Mai người dẫn lại chèo thiền quá duyên đi xin tiếp. Dạ cảm ơn cô Tâm Phúc, cảm ơn mọi người, cảm ơn Nguyễn Thọ, cảm ơn cô Tám, cảm ơn Trịnh Tiền, Nguyễn Ngân, cảm ơn, nói chung cảm ơn cô Phượng, cảm ơn 17 người đang xem live stream.
Cảm ơn hết mọi người. Bye bye.